trong nước cũng như các nước trên thế giới. Thầy dạy đảm bảo an toàn sức khỏe của con và cô và tất cả những người thân của chúng ta. Thì hiện tạm thời thì cô và con phải xa nhau một thời gian. Cô biết là các con rất là buồn vì đã nhớ trường nè, nhớ bạn và nhớ cô. Và cô cũng vậy, cô rất là nhớ các con. Nên hôm nay cô Thủy có một phần quà rất là đặc biệt dành cho các con nè. Và đây là phần quà mà cô Thủy đã chuẩn bị sẵn dành cho các con đây. Không biết là bên trong cô Thủy đã đựng những gì ở trong. Bây giờ các con hãy cùng quan sát cây hộp quà của cô chuẩn bị cho con gồm có những gì nha. 1, 2, 3. Wow, cô Thủy chuẩn bị rất là nhiều quà cho các con. Bây giờ cô Thủy sẽ lấy ra con, các con xem coi trong hộp quà này có những gì nha. Cô Thủy chuẩn bị một cái dĩa. Cái dĩa này là con dùng hàng ngày ở nhà nè, để dùng để làm thức ăn, đựng thức ăn cho con đó. Tiếp theo là một cái viết. Cái viết này là cái viết dùng để viết bảng nè con. Và một chai nước tinh khiết. Không biết là những vật liệu mà cô Thủy đã chuẩn bị thì bây giờ cô Thủy sẽ làm gì đây ta? À, bây giờ cô Thủy sẽ vẽ hình cho các con xem nha. Và với ba cái dụng cụ này nè, viết nè, dĩa nè và nước, thì cô Thủy hôm nay cô Thủy sẽ hướng dẫn cho con là vẽ hình nổi trên mặt nước. Bây giờ các con hãy quan sát nhìn cô Thủy thực hiện ha. Đầu tiên cô Thủy sẽ đặt cái vỉ ngay trước mặt mình và cầm cái bút lông bằng tay phải và ngồi thẳng lưng. Trước khi vẽ thì con phải ngồi thẳng lưng giống như cô nha. Đầu tiên thì cô Thủy sẽ vẽ một cái ngôi sao. Đẹp không nào? Tiếp theo là cô Thủy sẽ tô cái ngôi sao này rất trùng khích với nhau. Tiếp theo là cô Thủy vẽ trái tim. Trái tim này là thể hiện tình cảm mà cô Thủy dành cho các con đó. Cô cũng tô trái tim này trùng khích rất mới với nhau. Tiếp theo là cô Thủy vẽ một cái bông hoa. Cô cũng tô cái bông hoa này nha con. Tiếp theo là cô Thủy sẽ vẽ số 1. Và tình cảm của cô Thủy yêu thương các con là nhất luôn đó. Rồi, cô Thủy đã vẽ xong rồi. Rồi, sau khi cô Thủy vẽ xong rồi thì cô Thủy sẽ dùng chai nước của mình đổ vào. Khi đổ vào dĩa thì con phải đổ thật là nhẹ thôi nha con. Đổ nhẹ nhàng, đổ trên cái miệng dĩa thật là nhẹ nha con. Rồi, các con quan sát coi có hiện tượng gì xảy ra nha con. Các con hãy quan sát cùng cô nha. Các con nhìn xem các hình cô vẽ trên cái dĩa này nó đã nổi lên mặt nước sau khi cô Thủy chế nước vào nào con. Bây giờ con sẽ dùng tay của mình di chuyển cái dĩa, là các hình ở trên cái dĩa của cô nó sẽ di chuyển theo nha con. Các con có thích không nào? Các con ơi, cô Thủy đã thực hiện xong cái thí nghiệm là vẽ những hình nổi trên mặt nước đó con. Cô Thủy đã giải thích thí nghiệm này cho con biết luôn rồi đó. Bây giờ ở nhà ha, con hãy nhờ ba mẹ của mình, khi mà con thực hiện á, nhờ ba mẹ quay cái clip này rồi gửi lại cho cô Thủy xem coi con thực hiện có thành công giống như cô Thủy không nha con.